À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng tất cả các con đã đến với môn sinh học lớp 10. Như các con đã biết, từ năm học 2022-2023, chương trình giáo dục phổ thông, cấp trung học phổ thông nói chung và chương trình sinh học lớp 10 nói riêng có những sự thay đổi rõ rệt và đáng kể. Và ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chương trình sinh học lớp 10 trong bộ sách Cánh Diều. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, thì cô xin giới thiệu tổng thể về chương trình sinh học lớp 10. Chương trình sinh học lớp 10 của chúng ta gồm 3 nội dung chính sau đây. Nội dung thứ nhất đó là giới thiệu về chương trình môn sinh học và các cấp độ tổ chức của thế giới sống. Phần thứ hai đó là sinh học tế bào. Và phần thứ ba đó là sinh học vi sinh vật và virus. Trong chương trình sinh học lớp 10, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về 3 nội dung trên. Và sau đây chúng ta sẽ đi ngay vào phần đầu tiên, đó là chủ đề 1, giới thiệu khái quát về chương trình môn sinh học. Với nội dung bài 1, giới thiệu chương trình môn sinh học và sự phát triển bền vững. Đến với bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu chương trình môn sinh học. Phần này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về 4 nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất đó là đối tượng, các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học. Nội dung thứ hai đó là mục tiêu của môn sinh học. Nội dung thứ ba là vai trò của sinh học trong đời sống. Và nội dung thứ tư đó là sinh học trong tương lai. Sau đây cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần 1, đối tượng, các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học. Để bắt đầu phần này thì đầu tiên chúng ta cần phải biết sinh học là gì. Đấy, các con đang học môn sinh học đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta phải biết sinh học là gì đã, đúng không ạ? Sinh học thì các con đã được học từ chương trình lớp 6 rồi. Chương trình lớp 6 ở cấp trung học cơ sở đã có môn sinh học rồi. Vậy thì chúng ta giải nghĩa sinh học là gì? Ở đây cô giải nghĩa, các bạn thấy sinh học nếu xét trong tiếng Anh đúng không ạ? Các bạn nghe rất là nhiều rồi thì sinh học là biology. Đúng không ạ? Biology thì trong đó bio theo tiếng Latin đó là sự sống. Chính vì thế mà môn sinh học thì được gọi là môn khoa học về sự sống. Như vậy, chúng ta học môn sinh học thì chính là chúng ta đang tìm hiểu môn khoa học về sự sống. Để các con hình dung ra được chúng ta sẽ học những gì ở trong môn học này. Như vậy, môn sinh học là môn khoa học về sự sống. Chính vì thế, các đối tượng của sinh học đó là các sinh vật sống. Các sinh vật sống rất đa dạng và phong phú. Có thể kể đến ở đây đó là gì ạ? Vi khuẩn, như con đang thấy trên màn hình. Nấm, động vật, thực vật và con người. Tất cả đều là các sinh vật sống. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong về đối tượng của sinh học. Vậy thì với đối tượng như vậy, chúng ta có những lĩnh vực nghiên cứu nào? Các con đang thấy trên màn hình đó là một sơ đồ về mối quan hệ giữa các lĩnh vực nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu của sinh học. Các con thấy rằng ở đây chúng ta có những đối tượng như thực vật, động vật, con người là những sinh vật sống như cô vừa mới xét đến. Thì các bạn thấy rằng chúng ta chẻ thành những cái phần dọc, như một chiếc bánh chúng ta chẻ những phần dọc. Trong đó, những cái tầng của chiếc bánh này, đó là gì? Các lĩnh vực nghiên cứu. Với mỗi đối tượng chúng ta đều nghiên cứu ở những lĩnh vực này. Như là sinh học tế bào, sinh học phân tử, sinh lý học, sinh thái học, hóa sinh học, tiến hóa, vân vân, chúng ta mỗi đối tượng chúng ta đều nghiên cứu những cái mục này. Sơ đồ này để con thấy rõ cái vấn đề đấy. Như vậy, ở phần đầu tiên đối tượng các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học, các con ghi lại cho cô những nội dung sau đây. Đây là những nội dung cơ bản nhất. Thứ nhất, chúng ta khẳng định sinh học là môn khoa học về sự sống. Thứ hai, đối tượng nghiên cứu của sinh học đó là các sinh vật sống như vi khuẩn, thực vật, động vật, con người, vân vân. Tất cả những sinh vật sống đều là đối tượng nghiên cứu của sinh học. Thứ ba, đó là các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học. Thì chúng ta có các lĩnh vực sinh học phân tử, sinh học tế bào, sinh lý học, hóa sinh học, di truyền học, sinh thái học, tiến hóa, vân vân, rất đa dạng. Đây là các kiến thức cơ bản nhất trong mục 1 đối tượng các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học các con lưu lại để chúng ta có tư liệu học tập. Sau khi tìm hiểu xong phần 1 thì chúng ta sẽ chuyển sang phần 2, đó là mục tiêu của môn sinh học. Vậy thì chúng ta trả lời cho cái câu hỏi đó là chúng ta học sinh học hướng đến cái mục tiêu nào? Thì cái mục tiêu này là mục tiêu mà những người xây dựng chương trình giáo dục trung học, giáo dục phổ thông cũng như là các thầy cô giáo đặt ra cho các con. Mục tiêu của môn sinh học thứ nhất về phẩm chất. Các con có những phẩm chất là yêu lao động, yêu thiên nhiên, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên.
về năng lực, chúng ta có năng lực nhận thức sinh học, năng lực tìm hiểu thế giới sống, năng lực vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn. Như vậy, đây là những phẩm chất và những năng lực mà thầy cô giáo mong muốn rằng các con sẽ đạt được thông qua môn sinh học. Tại sao lại phải đưa cái phần này vào trong giảng dạy? Ngay từ đầu là để các con thấy rằng là chúng ta cần đạt được những gì, chúng ta thấy được cái mục tiêu mà chúng ta cần đạt được để chúng ta thực hiện. Đấy, như vậy đây là mục tiêu của môn sinh học về phẩm chất và về năng lực của học sinh. Phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng học về vai trò của sinh học trong đời sống. Các con đã biết sinh học là gì rồi, mục tiêu học tập của môn học rồi. Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem là môn sinh học của chúng ta nghiên cứu môn sinh học thì sẽ có những cái vai trò, có những cái tác dụng như thế nào trong đời sống của chúng ta. Như con đã quan sát thấy trên màn hình, khi xét về vai trò của sinh học trong cuộc sống thì có thể nói rằng rất nhiều vai trò khác nhau. Nhưng tuy nhiên, chúng ta có thể kể đến một số vai trò chính, như là vai trò chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh. Cái này các con thấy rất là rõ này, Khi mà chúng ta bị một cái bệnh gì đấy, ví dụ bị cúm, thì chúng ta biết là gì? Bệnh cúm là do virus cúm gây nên. Đúng không ạ? Thì đó là gì? Tại sao chúng ta lại biết? Đó là do sinh học đã nghiên cứu về cái tác nhân gây bệnh. Mà khi biết tác nhân gây bệnh là virus cúm rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải làm sao? Chúng ta có những cái biện pháp để ngăn chặn cái việc là lây lan cũng như là chữa trị bệnh thông qua đặc tính của virus. Đó, thì đó là vai trò chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh. Đây là một vai trò rất là quan trọng. Vai trò thứ hai là vai trò cung cấp cái nguồn lương thực thực phẩm. Ở đây chúng ta có thể nói rất nhiều khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất mà cô đề cập tới cho tất cả các con đó là cái việc cung cấp lương thực thực phẩm, tạo ra những cái giống mới, đúng không ạ? Những cái giống mà cho năng suất, phẩm chất cao, hàm lượng dinh dưỡng cao, phù hợp với nhu cầu của con người chúng ta. Rồi là gì đây? Rồi là bên cạnh cái việc là cung cấp những cái giống mới, chúng ta sinh học còn giúp chúng ta nghiên cứu được là chúng ta cần có những chất nào cho cơ thể sống của mình trong từng giai đoạn phát triển để cơ thể chúng ta phát triển khỏe mạnh, đúng không ạ? Như vậy vai trò rất quan trọng cung cấp lương thực thực phẩm. Vai trò tiếp theo cũng quan trọng không kém mà nghe rất là vĩ mô, đó là vai trò về phát triển kinh tế xã hội. Vậy thì sinh học, đúng không ạ, là môn học thôi, tại sao lại liên quan đến việc phát triển về kinh tế xã hội? Các con đã từng nghe nói đâu đó rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của sinh học và tin học, đúng không ạ? Sinh học ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội thông qua rất nhiều khía cạnh, ví dụ như việc tạo ra các giống cây mới, đúng không ạ, cung cấp cho nông nghiệp, thông qua đó phát triển kinh tế, phát triển sự xuất khẩu. Rồi là gì nữa? Rồi là trong việc xử lý rác thải, trong việc tạo ra các cái nguồn protein, các loại hormone, các loại insulin, đấy vân vân, giúp phát triển kinh tế và xã hội. Đấy, vai trò thứ tư đó là vai trò tạo không gian sống và bảo vệ môi trường. Đó, sinh học thì giúp chúng ta nghiên cứu về các sinh vật sống mà, chính vì thế sinh học sẽ giúp chúng ta làm sao biết chăm sóc cây cối này, động vật này, vân vân, đúng không, tạo môi trường sống, thông qua đó biết là các loại rác thải nào là có thể dễ dàng phân hủy, loại rác thải nào thì có hại đối với môi trường, để chúng ta có những biện pháp chúng ta bảo vệ cái môi trường sống của mình. Đấy, như vậy trên đây cô vừa kể 4 cái vai trò cơ bản của sinh học trong đời sống của chúng ta, thì các bạn thấy rằng vai trò của sinh học vô cùng là đa dạng. Sinh học không chỉ là một môn học, đúng không? Sinh học không chỉ là một môn học mà còn có vai trò vô cùng quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống của chúng ta, từ những vấn đề nhỏ nhất đến những vấn đề lớn nhất, từ vấn đề vi mô đến vấn đề vĩ mô. Như vậy cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong phần 3, đó là vai trò của sinh học trong đời sống. Sau đây chúng ta sẽ cùng sang phần thứ tư, đó là sinh học trong tương lai. Vừa rồi thì cô vừa nói với các bạn rất nhiều về vai trò của sinh học. Vậy thì trong tương lai, như cô đã nói, thế kỷ 21 là thế kỷ của sinh học và tin học. Vậy thì trong tương lai, sinh học của chúng ta sẽ phát triển theo hướng nào? Thì trong tương lai, sinh học của chúng ta có thể phát triển theo hai hướng. Hướng thứ nhất, đó là nghiên cứu chuyên sâu của cấp độ vi mô. Cấp độ vi mô tức là những cấp độ rất là nhỏ. Hiện tại thì chúng ta đang làm tốt ở cái việc là nghiên cứu ở các cấp độ bình thường, như là cấp độ cơ thể, đúng không ạ? Thì đến tương lai, khi mà khoa học công nghệ phát triển, khi mà máy móc hiện đại phát triển, xã hội cũng phát triển theo, thì chúng ta sẽ nghiên cứu chuyên sâu ở các cái mức độ nhỏ hơn, những cái mức độ mà bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được. Đương nhiên là hiện tại những cái cấp độ này đã đang nghiên cứu rồi, nhưng tuy nhiên sự nghiên cứu này còn phát triển hơn nữa, như là nghiên cứu về gì ạ? Về gen, đúng không? Về ADN, nghiên cứu về các loại enzyme, các loại protein.
đó. Và cái việc nghiên cứu này sẽ mở ra một triển vọng rất là lớn cho cái việc chữa trị các bệnh di truyền. Các con thấy những cái bệnh di truyền bây giờ như là ví dụ như là bệnh Down này là do đột biến nhiễm sắc thể, bệnh bạch tạng là do đột biến gen, đúng không ạ? Và một số rất là nhiều bệnh khác về mặt di truyền thì hiện tại chúng ta chưa chữa trị được. Vì đó là những bệnh ở đâu? Đó là những bệnh ở bộ máy di truyền, ở bộ máy rất là nhỏ. Đấy, thì trong tương lai nếu như nghiên cứu chuyên sâu được ở về cấp độ vi mô thì sẽ mở ra cái triển vọng đó là chữa được các cái căn bệnh này. Đó là một cái ví dụ mà cô nói đến thôi, ngoài ra còn rất nhiều cái vai trò khác. Đấy, đó là hướng thứ nhất. Hướng thứ hai đó là nghiên cứu sự sống ở cấp độ vĩ mô. Vĩ mô là cấp độ rất nhỏ, thì ở đây ngược lại vĩ mô lại là một cấp độ rất lớn. Là trong tương lai chúng ta sẽ nghiên cứu về cái gì? Nghiên cứu tổng thể về trái đất, về các hệ sinh thái trên trái đất của chúng ta. Khi mà nghiên cứu được về các hệ sinh thái trên trái đất của chúng ta thì sao nhỉ? Thì chúng ta sẽ nghiên cứu được là gì? Khai thác các hệ sinh thái này một cách phù hợp, bảo vệ các hệ sinh thái đó, giữ đa dạng hệ sinh thái trong tương lai. Tại vì vấn đề về suy giảm đa dạng hệ sinh thái cũng như vấn đề về ô nhiễm môi trường đang tác động rõ rệt đến đời sống của chúng ta hơn bao giờ hết, nên sự nghiên cứu này là rất cần thiết. Như vậy, các con có thể thấy rằng trong tương lai sinh học của chúng ta sẽ phát triển theo hai hướng như cô vừa trình bày. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang phần thứ 5, đó là các ngành nghề liên quan đến sinh học và triển vọng. Các con vừa nghe cô giới thiệu về sinh học là gì, đúng không? Các lĩnh vực nghiên cứu của sinh học, đối tượng của sinh học, vai trò của sinh học, vân vân. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem, vậy thì các con học về môn sinh học, các con học về môn học này, thì tương lai sẽ có những ngành nghề gì liên quan và những triển vọng việc làm như thế nào, đúng không ạ? Đây cũng là một điểm mới trong cái chương trình mới. Tức là trước khi các con đi vào môn học, đi vào chuyên sâu những thứ hàn lâm, thì các con được biết rằng khi học cái môn học đó, khi làm cái nhiệm vụ đó thì các con sẽ hướng đến tương lai chúng ta sẽ làm những gì để chúng ta xem là có phù hợp hay không. Vậy thì các con thử nghĩ xem, bây giờ nếu như mình học môn sinh học thì các con sẽ chọn được những ngành nghề gì trong tương lai? Chắc hẳn là các bạn sẽ nghĩ đến ngay những ngành nghề như là gì ạ? Có khối B, tức là khối B00, có toán hóa sinh, đúng không ạ? Ví dụ như là công nghệ sinh học này, ví dụ như là Y, đúng không ạ? Các bạn sẽ nghĩ tương đối là ít những ngành nghề liên quan đến môn sinh học, ít hơn là các cái ngành nghề liên quan đến các cái khối học khác. Đó, nhưng ở đây thì cô muốn các bạn có một cái nhìn khác. Đấy là các ngành nghề liên quan đến sinh học cũng rất đa dạng và phong phú. Các con có thể nhìn lên cái sơ đồ mà cô đang chiếu trên màn hình. Các ngành nghề liên quan có thể là gì? Giảng dạy và nghiên cứu, đúng không ạ? Giảng dạy các con có thể học ngành sư phạm này. Như cô là cô cũng học từ ngành sư phạm, đúng không ạ? Đấy, ngành sư phạm, sinh học này. Đấy, rồi các con có thể học các ngành về nghiên cứu như là công nghệ sinh học, khai thác thủy sản, kỹ thuật sinh học, lâm học, ngành sinh học ứng dụng. Đó, thì các con có thể học để giảng dạy và nghiên cứu. Đó là cái hướng đầu tiên. Hướng thứ hai, nếu mình không giảng dạy và nghiên cứu thì có thể ứng dụng vào sản xuất. Tại vì bây giờ mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch cũng là một trong những hướng rất là triển vọng. Các con có thể học các ngành về chăn nuôi, về chế biến gỗ, chế biến thực phẩm, nuôi trồng thủy hải sản, trồng trọt, đấy, sản xuất thuốc chữa bệnh, vân vân. Đây là một trong những hướng đang rất là hot hiện nay. Đó, như đợt dịch vừa rồi các bạn thấy là cái cuộc đua về sản xuất vaccine COVID-19, đúng không ạ? Các bạn thấy rằng là trên cái cuộc đua đó thì chính là cái ngành sản xuất các thuốc chữa bệnh, các vaccine. Đó, nếu như bạn nào làm được cái lĩnh vực này cũng rất là tốt. Ngoài ra chúng ta có thể học về lĩnh vực gì nhỉ? Chăm sóc sức khỏe. Cái lĩnh vực mà các bạn nghĩ ngay đến khi mà học môn sinh là ngành y này, ngành dược, đúng không ạ? Các ngành liên quan đến dược như là điều dưỡng, y cổ truyền, y dự phòng, y tế công cộng, vân vân. Đó, bạn nào có ước mơ làm bác sĩ, làm điều dưỡng, làm y tá thì các con nhất định là phải học môn sinh rồi, đúng không ạ? Hay là một cái ngành nghề, một cái nhóm ngành mà mới hơn mà ít bạn biết đến, đó là ngành hoạch định chính sách, đúng không ạ? Nghe thì các bạn chưa hình dung được là cái ngành này chúng ta sẽ làm cái gì. Thì cái ngành này sẽ bao gồm các cái ngành như là lâm nghiệp đô thị, ngành tổ chức và quản lý y tế, quản lý bệnh viện, quản lý tài nguyên rừng, quản lý thủy sản. Đó là những ngành về quản lý. Các con nếu như quan tâm thì các con sẽ tìm hiểu kỹ hơn về những cái nhóm ngành này. Đấy, như vậy cô vừa mới trình bày, các con thấy rằng học sinh học không chỉ để làm bác sĩ, đúng không nào? Mà học sinh học có thể làm rất nhiều những công việc khác,
Đấy, để các con có một cái định hướng cho mình nếu như các bạn đam mê môn học này. Và sau đây thì cô trò chúng ta sẽ cùng sang phần 2 La Mã, đó là sinh học và sự phát triển bền vững. Ở phần 1 thì các con đã tìm hiểu khái quát về cái môn sinh học nói chung. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần 2, một phần tương đối là thú vị, đó là sinh học và sự phát triển bền vững. Ngay đến đây thì chắc chắn chúng ta phải biết là phát triển bền vững là gì. Đó, phát triển bền vững là gì? Các con thử suy nghĩ cho cô, phát triển bền vững là gì? Đây là một khái niệm mà được đề cập đến tương đối nhiều ở thời điểm hiện tại. Và câu trả lời ở đây, phát triển bền vững đó là sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến nhu cầu phát triển của các thế hệ tương lai. Đó, cái sự phát triển là gì? Nhu cầu của thế hệ hiện tại được thỏa mãn mà lại không ảnh hưởng đến nhu cầu phát triển của thế hệ tương lai thì được gọi là phát triển bền vững. Và ở đây có thể nói rằng phát triển bền vững là sự giao hòa của các cái hệ mà có mối quan hệ mật thiết với nhau. Các con quan sát sơ đồ trên màn hình. Thứ nhất đó là gì? Hệ kinh tế, đúng không ạ? Là sự phát triển kinh tế. Thứ hai là hệ tự nhiên, là thế giới tự nhiên, là môi trường sống tự nhiên, là đa dạng sinh học của chúng ta. Và thứ ba đó là hệ xã hội, đó là những vấn đề trong xã hội về chất lượng cuộc sống, vân vân. Đó, như vậy cái sự giao hòa của ba cái hệ này, làm sao để đảm bảo phát triển kinh tế, đảm bảo phát triển xã hội nhưng cũng đảm bảo về sự phát triển của hệ tự nhiên, sự duy trì của hệ tự nhiên, thì cái sự giao hòa này chính là phát triển bền, chính là phát triển bền vững. Đó, chúng ta đào sâu về khái niệm phát triển bền vững là như vậy. Vậy thì bây giờ các con hãy cùng nhìn lên màn hình. Trên màn hình đó là một số cái mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam. Đây là những cái mục tiêu mà nằm trong nghị quyết số 136 ngày 25 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ về phát triển bền vững. Bất kỳ chính phủ nào trong thời điểm hiện tại đều đưa ra những cái mục tiêu về phát triển bền vững của riêng mình. Và Việt Nam có mục tiêu đến năm 2023 như các con thấy ở trên màn hình. Một số mục tiêu như là xóa đói giảm nghèo, đảm bảo cuộc sống lành mạnh, phổ cập tiếp cận các dịch vụ cơ bản như nước, vệ sinh, năng lượng bền vững, hỗ trợ tạo ra cơ hội phát triển thông qua giáo dục, hòa nhập và công việc, đó, vân vân. Thì con thấy đây là những mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Nên chúng ta thấy rằng là phát triển bền vững là vấn đề mà bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ chính phủ nào cũng đang quan tâm và đưa ra những mục tiêu hết sức cụ thể cho mình. Đấy. Và ở đây thì chúng ta lại thắc mắc rằng vậy thì phát triển bền vững là cái như vậy, thì sinh học của chúng ta có vai trò như thế nào đối với phát triển bền vững? Chúng ta cùng sang phần 2, đó là vai trò của sinh học trong cái sự phát triển bền vững. Các con sẽ nghĩ xem là sinh học có vai trò như thế nào trong phát triển bền vững. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rằng sinh học có 3 cái vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững. Đầu tiên, sinh học có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế. Thứ hai đó là bảo vệ môi trường và thứ ba là giải quyết các vấn đề xã hội. Trong từng mục chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Thứ nhất là về sự phát triển kinh tế. Thì con thấy rằng là vai trò của sinh học trong phát triển kinh tế được thể hiện là điểm thứ nhất là chúng ta khai thác hợp lý các tài nguyên. Thứ hai là tạo ra các giống vật nuôi, cây trồng có năng suất cao, các chế phẩm sinh học có giá trị. Đó. Hai cái điều này là hai điều rất quan trọng khi mà tài nguyên của chúng ta đang dần dần cạn kiệt. Đúng không ạ? Và nhu cầu của con người về các giống vật nuôi, cây trồng và các giống mới đang rất là cao. Thì đây là hai cái điểm chính, ngoài ra còn những điểm khác nữa. Thứ hai là vai trò của sinh học trong việc bảo vệ môi trường. Thì khi mà nghiên cứu sinh học thì người ta đưa ra các biện pháp bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững các hệ sinh thái. Và có thể thể hiện được một điểm nữa, đó là xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Hiện tại cái vấn đề về ô nhiễm môi trường không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà là còn là vấn đề của tất cả các nước trên toàn thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta cần xử lý và giải quyết để đạt được cái sự phát triển bền vững. Thì sinh học có ý nghĩa rất quan trọng đối với vấn đề này. Thứ ba đó là giải quyết các vấn đề về xã hội. Giải quyết ở đây thể hiện ở những điểm nào? Đó là những điểm góp phần xây dựng chính sách môi trường và phát triển kinh tế. Thứ hai là chăm sóc sức khỏe của người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cái này các bạn có thể thấy rất là rõ, đúng không ạ? Nếu như sinh học của chúng ta không chăm sóc thì không có lĩnh vực nào gọi là chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nữa. Để minh họa cho những cái vai trò trên thì cô có một số những cái câu chuyện mà muốn các bạn nghiên cứu. Thứ nhất,
đó là cái câu chuyện về gạo ngon nhất thế giới, gạo ST25. Có lẽ rằng là thời gian vừa rồi các con đã nghe rất nhiều trên TV, báo đài nói về cái gạo ngon nhất thế giới đó, mang tên là ST25. Đây là cái giải thưởng mà gạo ST25 đã giành được năm 2019. Thì năm 2019, cái giống gạo ST25 của Việt Nam chúng ta được vinh danh là giống gạo ngon nhất thế giới với nhiều ưu điểm như là năng suất cao, chịu được các khí hậu khắc nghiệt, canh tác được nhiều vụ trong năm. Và trên hình ảnh đó là kỹ sư Hồ Quang Cua, người lai tạo ra giống lúa ST25. Kỹ sư Hồ Quang Cua và cộng sự của mình đã lai tạo ra các giống lúa ST, và ở đây nổi bật đó là ST24 và ST25. Đó là cái giống lúa đã thắng trong cái giải gạo ngon nhất thế giới. Và với cái sự lao động của những người Việt Nam, đúng không, như kỹ sư Hồ Quang Cua, thì các con thấy rằng đây là một giống mới và mở ra những cái triển vọng xuất khẩu gạo tương đối tốt trong tương lai. Đấy, chúng ta thấy rằng là gạo ST25 có nguồn gốc đặc sản của Sóc Trăng đấy ạ, đã được xuất khẩu trên toàn thế giới với lượng tiêu thụ tương đối là lớn. Đó, thì đây là cái câu chuyện thứ nhất mà cô muốn kể cho các con. Đấy, kỹ sư Hồ Quang Cua đã lai tạo giống lúa này dựa trên cái gì? Dựa trên sự nghiên cứu về sinh học, đúng không ạ, về giống. Đấy, thì đã tạo ra cái giống lúa này. Và đây là một niềm tự hào của Việt Nam chúng ta. Cái câu chuyện thứ hai mà cô muốn nói về cái vai trò của sinh học đối với sự phát triển bền vững, các con quan sát một số cái hình ảnh sau đây và hãy cho cô biết là những hình ảnh này gợi nhớ cho các con về cái giai đoạn nào trong những năm vừa rồi của chúng ta. Có lẽ là đến đây thôi, đúng không ạ, thì các con đã thấy được, đã nhận ra đây chính là cái giai đoạn mà cả nước chúng ta, đặc biệt là gì ạ, các lực lượng y tế đã vô cùng cố gắng và nỗ lực để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đúng không ạ? Thật sự là những thời gian rất là khó khăn. Các con thấy rằng là gì? Tại sao chúng ta lại biết là gì? Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra, đúng không? Thì đó là do nghiên cứu sinh học. Tại sao chúng ta lại biết cách test để xem là có bị Covid, đúng không, âm tính hay là dương tính? Đó thì cũng là do sự nghiên cứu sinh học. Rồi tại sao chúng ta lại tìm ra được loại vaccine để tiêm phủ vaccine như Việt Nam chúng ta, khả năng tiêm phủ vaccine rất là tốt rồi. Đấy, và dịch bệnh đã được đẩy lùi. Thì tại sao tìm ra được vaccine? Đó cũng là do nghiên cứu sinh học. Như vậy, chỉ với hai ví dụ mà cô vừa nêu ra vừa rồi thôi, thì các con thấy rằng là sinh học có vai trò rất quan trọng trong cái việc phát triển bền vững. Ngoài ra còn rất nhiều những cái ví dụ khác. Đó, nhưng ở đây cô chỉ trình bày hai cái ví dụ thì các con thấy được vai trò của sinh học như thế nào trong việc phát triển bền vững. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần 3, đó là mối quan hệ giữa sinh học với những vấn đề về xã hội. Thế con thấy rằng là gì ạ? Khoa học công nghệ càng ngày càng phát triển, thì đây là cơ sở để sinh học phát triển. Tại sao? Tại vì khi khoa học công nghệ phát triển, các loại máy móc càng ngày càng hiện đại, đúng không ạ? Thì dựa trên các loại máy móc đấy, sinh học của chúng ta càng tìm hiểu kỹ hơn ở mức độ vi mô, cũng tìm hiểu kỹ hơn ở mức độ vĩ mô, nên sinh học cũng phát triển theo. Mà khi sinh học phát triển theo thì sao đây? Thì tác động trở lại với khoa học công nghệ, như một số sáng chế về sinh học, đúng không? Một số phát hiện về sinh học thì giúp cho khoa học công nghệ phát triển. Đây là hai cái đối tượng mà gì ạ? Tác động qua lại lẫn nhau. Mà khi khoa học cũng như sinh học phát triển thì kinh tế xã hội cũng phát triển, đúng không ạ? Như cô vừa nói về những vấn đề kinh tế và xã hội cũng phát triển theo. Mà rõ ràng kinh tế xã hội phát triển, kinh tế phát triển, xã hội phát triển, nhận thức của người dân lên cao, đời sống của người dân được nâng cao về chất lượng, thì sao đây? Cũng tác động trở lại, khiến cho sinh học, khoa học công nghệ phát triển theo. Như vậy đây là một cái tổng thể, đúng không ạ? Một cái tổng thể tác động qua lại lẫn nhau. Các con thấy là mối quan hệ giữa sinh học với những cái vấn đề của xã hội. Và một cái mặt khác chúng ta xét đến, đó là khi mà sinh học phát triển thì có nhiều thành tựu đóng góp vào sự phát triển của xã hội, như là đảm bảo lương thực thực phẩm, bảo vệ môi trường, vân vân. Nhưng trong đó cũng có một số thành tựu mà gây nhiều tranh cãi trái chiều, ví dụ như là cái công nghệ chuyển gen ở động vật. Thì từ những cái nghiên cứu và những cái nhận định trái chiều này, người ta đưa ra một cái khái niệm, đưa ra một cái quy chuẩn chung, đó là đạo đức sinh học. Thì đạo đức sinh học là gì? Đạo đức sinh học là những quy tắc ứng xử phù hợp với đạo đức xã hội trong nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu của sinh học vào thực tiễn.
Thật ra ở đây chúng ta thấy sinh học là một cái môn khoa học về sự sống. Mà đã là khoa học về sự sống thì phải liên quan đến những cơ thể sống, như con vừa thấy đối tượng rồi. Chính vì thế mà những vấn đề về đạo đức xã hội, đúng không ạ, trong nghiên cứu và ứng dụng là một vấn đề cần được đưa ra. Chính vì thế tất cả những hoạt động nghiên cứu, những hoạt động ứng dụng, các thành tựu của sinh học và thực tiễn đều cần phải tuân thủ theo một quy chuẩn, đó là đạo đức sinh học. Và như vậy, đến đây thì bài học của chúng ta đã hết rồi. Và cô có một số kiến thức tổng kết lại cho con như sau. Đây là những kiến thức cơ bản nhất trong bài học mà các con cần nhớ được. Thứ nhất, đó là các con phải nhớ cho cô sinh học là khoa học về sự sống. Đối tượng đó là các sinh vật sống. Thứ hai, chúng ta phải nhớ được vai trò của sinh học. Đó là gì trong chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh này. Cung cấp lương thực thực phẩm, phát triển kinh tế xã hội, tạo không gian sống và bảo vệ môi trường. Cái thứ ba chúng ta cần nhớ đó là về phát triển bền vững là gì. Thì phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến nhu cầu phát triển của các thế hệ tương lai. Và thứ tư chúng ta cần nhớ đó là sinh học có vai trò quan trọng trong phát triển bền vững. Đó, trên đây là những cái kiến thức trong bài học đầu tiên trong chương trình sinh học 10 của chúng ta. Đây là một bài học mang tính chất giới thiệu nên các cái kiến thức tương đối là nhiều. Và con nhớ được cho cô các kiến thức trong cái bảng tổng kết này. Và bài học của chúng ta đến hôm đây thì đã hết rồi. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các con trong những bài học lần sau. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.